Ba em bác sĩ mãi làm chủ công ty, mỗi cô con gái nên yêu chiều như hơn ai. Chỉ cần em yêu thích gì, mai là có mystery. Chó hú sư tử gầm, thế này thì chết não thôi chứ sống thế nào được, không đúng rồi. Này này này, hai anh em nói cho nó cẩn thận nhá. Anh nói phải đúng sự thật chứ. Cái kiểu ở đâu mà người nhà lại vu oan giáo hỏa cho em như thế. Em bị lần này em nết năng như này, em ghê gớm mà giót. Em chửi em mắng anh một tiếng á, không có đâu. Cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mãi thôi được sao. Every time I walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom boom. Any other boy would stare, but me, I look away 'cause you're making me scared. What I hate about that night, dreaming of you for a second. Biết cái cô mà cô nào cô. Bên lâu nay không cửa sổ này anh không mở để dọn nắng ấm áp gió mang về hương thơm. Bên lâu nay anh không thể tích cực dậy sớm đổi lại cảm xúc về đêm anh viết cho em nhiều hơn. Không biết cơn gió nào sẽ ngang qua nơi em để anh nhắn hết yêu thương ngay lúc này từ biệt em. Vì anh đã yêu đã feel một người con gái, nhưng có hay nơi anh tới sẽ là paradise. Nguyện là ngàn vạt nắng để chưa xa bóng em trong đời, dù cho sóng gió ở tới anh vẫn luôn bên em không rời. Mình cùng nhau cầm chặt tay nhau bước đi trên con đường dài, và cùng ngân nga lên bài ca bên nhau mãi mãi. Em chơi, em sợ gì? Được, được. Mày lấy hộ anh cái khẩu trang ở trong tủ. Đây, đây. À, bịt mắt à? À, được. Nhớ 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 nhớ. Yên tâm đấy, em chỉ cho. Yeah.
đi bên cạnh nhau bao nhiêu, thế nhưng vẫn luôn nhớ em hơn nhiều. Cái mặt này của em chẳng qua là không thích dùng filter thôi. Để em dùng cho mà xem nhé. Thì một hôm nào hãy để con trai và bạn anh nhỉ. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về để con trai bà bán bánh mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về. Mẹ có muốn con làm rạng danh gia đình không? Mẹ có muốn con giàu sang phú quý không? Muốn. Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Tất nhiên là mẹ muốn rồi. Thế thì mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất mẹ nhá. Dây dụa để con thoát thân đúng không? Mày muốn làm gì mày làm nhá. Mày muốn thoát kiểu gì thoát. Talking when I sleep at night, man.
方式的甜甜蜜，要对你说的话，想了想，却是你过的 day。